Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1 chúng ta luyện đọc sách giáo khoa tuần 21, bài Vần Oen, Vần Oét, Vần Oen, Vần Oét, sách giáo khoa trang 94 và 95. Trong bài ngày hôm nay thì các con được học thêm 4 vần mới. 4 vần này là 4 vần tròn môi, được làm tròn môi từ các vần không tròn môi, đó là vần en, vần ét, vần en và vần ét. Làm tròn môi các vần không tròn môi, chúng ta sẽ đưa các nguyên âm tròn môi đứng trước vần chưa tròn môi thì được vần tròn môi. Vậy các vần tròn môi của chúng ta hôm nay chúng ta học đó là vần en, vần oét, vần oên và vần oét. Vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối. Các con khi đọc bài sẽ đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đây cô sẽ đọc bài cho các con nghe. Các con chú ý lắng nghe và phát âm đúng các cái vần chúng ta đã học. En, en, o, en, oen. Âm đệm o, âm chính e, âm cuối n. E, t, s, o, s, oét, âm đệm o, âm chính e, âm cuối tờ. E, n, en, u, en, oen, âm đệm u, âm chính e, âm cuối n. E, t, s, u, s, oét, âm đệm u, âm chính e, âm cuối tờ. Như vậy thì các con hãy đọc thật nhiều lần để chúng ta có thể đọc thuộc và đọc trơn được các cái vần mà hôm nay các con vừa học, đó là các vần tròn môi. Sau đây thì cô sẽ đọc các cái tiếng từ có chứa các cái vần tròn môi mà chúng ta vừa học. Các con chú ý là chúng ta có thể đọc theo cách đọc trơn hoặc đọc theo cách đánh vần. Nếu các con chưa đọc trơn thì các con sẽ đọc đánh vần. O en oen sờ oen xoen, o s oét sờ oét xoét, xoét sắc xoét, xoen xoét. O en oen tờ oen toen, toen huyền toen. O s oét tờ oét toét, toét nặng toẹt, toen toẹt. U en oen cờ oen quên, u ai quay khờ quay khuây, khuây sắc khuấy, quên khuấy. V a va u s quét cờ quét quét, quét nặng quẹt và quẹt. Bé quét nhà, bé quẹt hồ. Chăm hay chẳng bằng tay quen. Các con vừa nghe cô đọc bài trang 94 thì các con chú ý đọc đúng các tiếng có chứa các vần tròn môi oen, oét, oen, oét mà chúng ta vừa học. Sau khi các con đã đọc thuộc được trang 94 bằng cách đọc trơn thì các con sẽ chuyển sang đọc trang 95. Trang 95 các con cũng đọc theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đây thì cô sẽ đọc trơn cho các con nghe. Trang 95. Quen biết, quét sân, quẹt nhau, quyện nhau, chờ thỏ. Anh chàng nọ đang cày ở gần cây đa, tự nhiên có chú thỏ từ ngoài kia chạy lại, quẩn chân đâm đầu vào thân cây, ngã lăn quay. Anh ta liền bỏ cày, chạy đi bắt thỏ, và thoắt cái đã mang thỏ về. Từ đó anh ta cứ quanh quẩn, lẩn quất, nấp sau cây đa kia, chờ các chú thỏ khác chạy lại, đâm đầu vào. Cứ quen chờ như thế suốt tháng, bỏ bể cả chuyện cày bừa, mà nào có gặp may lần nữa. Quét nhà ra rác,
Các con vừa nghe cô hướng dẫn luyện đọc trang 94 và 95. Các con hãy chăm chỉ luyện đọc nhiều lần để các con có thể đọc trơn bài và đọc trôi chảy bài. Chú ý các con đọc bài chờ thở, các con đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu phẩy, dấu chấm. Cuối cùng thì chúc cho các con sẽ đọc bài thật là tốt, hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.